chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và hôm nay Sài Gòn 1 tháng 1 năm 2020. Và chúng ta đang có mặt ở đây là hẻm 35 Trần Đình Xu. Và ở đây địa chỉ số 13. Đó, cũng là nhà của cô chú anh chị nè. Ngày xưa có một comment ở đây. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại nữa ha. Và sáng hôm nay em dẫn bạn đồng nhỏ và Nị đi ăn sáng trong hẻm phở này. Rồi mình đi một vòng rồi hồi mình vô ăn sáng nha, trong khi chờ đợi chú Dư đang làm. Rồi cái hẻm này có một quán phở duy nhất thôi. Phở Phương Anh đó. Hay là phở chú Dư đó. Đó có dừng xe. Ở trong đây là hẻm cùng rồi. Ê, đi vòng đi. Bên cánh trái mình có những cái hẻm mà cũng là hẻm cùng đó. Trong đây là đi thử được không? Hẻm rất là nhỏ. Đồng dám đi không? Đi. Bạn nhỏ thích khám phá. Chào bà cô chú ấy nè. Đâu chào sao, chào sao? Chào bà cô chú. À. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. À, rồi. À, mình vô hẻm này chơi nha. Xem có gì không? Xem người có gì không? Đây người ta đang xây nhà. Gần Tết thì rất nhiều người xây nhà, sửa nhà. Là nhà này có bề dài. Này Tết mà chú không nghỉ ha. Ô. Đứng xe xe. Hẻm chỉ vừa một chiếc xe máy qua thôi. Trong đây còn nhỏ nữa nè. Lạ quá. Lạ không? Đồng biết đường ra không? Đâu quẹo đâu đây? À, vào đây hả? Ở đây rồi đi đâu? Lạc đường rồi sao? À, trong đây có cái miếu nhỏ nhỏ. Trong đây mát quá ha. Trong đây mát không? Hả? Lạnh như mồ nữa. Đâu đây đi, đi đâu? Đồng biết đi không? Đi thử được không? Ở đây có cái miếu. Ở trong đây hẻm cùng rồi. Quay trở ra thôi. Bà không biết nữa. À, hẻm ngày 1 tháng 1 vắng. Hẻm này cũng nhỏ. 35/50. Rồi ra đây, đường nó đường cùng rồi. Rồi ra ăn phở thôi. À, bây giờ mình quay trở ra nè. À, đi tập thể dục rồi đói rồi ăn cho nó ngon.
thì nhỏ, mà trưa thì nắng thì mát lắm. Xe nha, coi chừng xe nha. Đây để ba dẫn cho. Mình ra lại hẻm 35 rồi nè. Rồi mời cô chú anh chị vô ăn phở nha. Và cái hẻm này sẽ đi thẳng ra Trần Hưng Đạo nè, hẻm Cú Quả nè. Hẻm này hẻm Cú Quả, hẻm Bơm Bia. Rồi đi vô ăn thôi, nhanh lên. Đó, phở chú Dư phía trước nè. Ở trong cái nhà rất là xưa. Đó, toàn cảnh quán phở nè. Rất là nhiều người đông, rất là nhiều người ăn. Buổi sáng phở, hẻm mát mẻ. Ta sẽ ngồi ở trong đây nha, đợi chút xíu nữa. Đông quá, sáng nay bà con đi lễ về nè. Ở đây gần với nhà thờ cầu kho nè. Đi lễ về xong là ra đây ăn rất là đông. Đây chú bán cũng rất là lâu rồi. Lấy tương ra nha, đó xịt hết rồi, tương đỏ hết thôi, đó ba cái luôn. Đó, hôm nay đường phố vắng tanh, xíu nữa anh chạy một vòng để bà con mình xem chơi cho vui nha. Tối qua đường xá đông đúc, hôm nay lại khác. Đâu của đồng đâu, chỉ của đồng đâu. Đó, tương đen. Bữa nay Tết Tây nên mà đồng được nghỉ. Rồi phở ra tới rồi. Lấy dạ. Bưng không cái gì dán cầm trước ra đã. Không phải tô này, hai tô này thôi. Cái gì đó không phải gì dán nhiều. Cái lỗ tô này khó bưng ha. Nó nóng. Rồi lấy nước thôi. Hôm nay chúng ta đi ăn phở. Không lâu lắm rồi không quay lại phở, phở ở đây. À, một ly nha chị. Cô bạn đồng là ăn phở tái gân. Cho em xin cái chén nhỏ này chị. Cô em là tái gầu. Ở đây thì phở bình dân nên thành ra gầu với gân thì cũng ít thôi. Vừa phải. Này gầu là một miếng này nè, miếng mỡ này. Là gầu. Bắt đầu thì múc ra cái chén nhỏ. Nói chung ở đây tô phở chỉ có như quên đó, 35.000. Còn có tự múc nữa không? 30 hay 35. Dạ thưa cô chú. Rồi chỗ đây nè chú. Làm gì? Cô chú. Chúc mừng năm mới này sao? Nói về điện thoại. Anh bên điều gì này sao? Đâu hát bài ABC bạn nghe coi. Rồi hai tô. Bữa nay thì tất cả các công ty rồi trường học đều nghỉ Tết. Nên hôm nay tưởng đâu là chủ nhật không à. Tưởng hôm nay là chủ nhật.
Để em lấy rau thử nha. Ở đây có rất nhiều rau nè. Này rau rau quế nè. Ở này ăn xong mình ghim cái cây này nó lên luôn á. Cái cây ở nhà nó héo rồi đó. Thì bữa giờ bạn qua không có tưới. Nó lên quá trời. Đồng tử muốn ăn được. Đó, đây có rau rau này thường để nấu canh chua nè, rau ôm, rau thơm. Đó, đồng tử muốn ăn luôn. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Ngày 1 tháng 1 năm 2020. À, chú Dư mới vô. Chú chủ quán phở này. Rồi bỏ rau vô nha, trộn lên. Nãy giờ nó nói mà phở nó nguội bớt. Để rau quế với lại rau thơm vô. Rồi mời bà con ăn phở nha. Quá không quay lại, chú Dư đang thử rồi. Nước lèo rất là ngọt. Mấy chỗ bán lâu năm thế này đó, người ta nấu bằng xương á, nước hầm xương nên rất là chất lượng. Một ngày chú bán buổi sáng nè. Trưa là bắt đầu nấu nồi nước lèo cho tới ngày mai bán tiếp. Hôm nay là lễ mà chú không có nghỉ, nãy tưởng đâu nghỉ. Rồi nãy để rau trễ quá, nước nó bớt nóng. Hết này đi nó. Đồng tử muốn ăn được không? Đồng tử muốn ăn thử bà con. Đồng tử muốn ăn cho bà con thử coi đi. Không có ngậm liếm nè. Bệnh mấy bữa rồi ốm. Ồ, giỏi chưa? Rồi, xíu nữa chúng ta sẽ đi một vòng Sài Gòn ngắm cảnh nha. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Tạm ngưng chút xíu nha. Không quậy nữa hả? Em chưa đi. Mở YouTube lên coi. Khoan đi sẵn cho coi rồi đó. Đúng không Đồng? Rồi em tạm ngưng chút xíu nha. Không ăn nữa phải không? Đi nè, em đi lấy cho. Nè. Đó, và đây đặc biệt là cái món này. Sau khi ăn xong tô phở thì phải thêm cái món này nữa mới được. Đây là tuyết lòng trắng trứng. Thêm miếng chanh vô nha. Này là lòng trắng trứng gà với lại đồng gấp. Ồ, đồng mới gấp được. Ồ, đồng biết đồng cầm đũa luôn. Giỏi không? Rất là ngon. Ở đây đặc biệt cái món này nè.
rất là thơm luôn. Tiết với lòng đỏ hột gà thì bình thường ha. Bữa nào anh chị thử tiết với lòng trắng trứng gà đi. Nước rất là ngọt. Mời các anh chị và các bạn nha. Cái này là phải là hai ba cái trứng. Món này bạn đầu rất là thích nè, này cũng rất là thích món này ở đây nè. Ngon trứng không? Rồi xíu ăn nha. Gấp được không? Gấp được không? Gấp thử coi. Thịt bò dai quá, nhai thôi. Đó, thẳng cái hẻm này là mình ra hẻm 35 nè. Này cái hẻm nhỏ trong cái hẻm 35. Bên trong là hẻm cùng thôi. Bên kế bên này có cái nhà rất là bự. Ở nhà đang kêu bán nữa. Đây chú họ đi cái bằng mấy chưa? Rồi. Ông ngoại cho con mấy ghế bằng túi ông ngoại ơi. Được không? Được. Ăn không con? Mày ăn. Kẻ ăn miếng nữa nha. Khói bốc lên. Nhà mệt bò dính ngăn phải không? Dính ngăn. Nhai đi, nhai kỹ vô. Đúng rồi. Nhai nhiều vô mới được. Thêm miếng nước vô. Rồi kêu chú Rồi đưa đồng húp miếng nước lèo. Rồi gớt đũa bỏ đi để ba lụm chứ. Rồi và sau khi ăn phở xong thì chúng ta sẽ đi một vòng Sài Gòn để mình ngắm nhìn cái hình ảnh của Sài Gòn ngày 1 tháng 1 2020. Nó có khác gì ngày 31 tháng 12 2019 không ha? Hôm qua chúng ta đi đường phố đông đúc tấp nập. Đây em thấy ở đây là đường Trận Đạo nè. Ta đang đứng ở đây là đường Trận Đạo và trước mặt chúng ta đó là cái quán nhậu Xích Lô. Và khi Noel thì những cái đèn giăng dây, đèn LED rất là rực rỡ, mà sau khi Noel đến tới tay thì người ta sẽ treo thêm cái bao lì xì lên nữa để thay đổi cái chủ đề. Một cái thay đổi nhẹ thôi ảnh hưởng nguyên cái chủ đề luôn đó. Ở Sài Gòn rất là vui. Noel thì không có bao lì xì, mà tới Tết thì có bao lì xì. Họ sẽ để cho tới Tết ta luôn. Hôm nay thì tất cả những cái hàng quán, những công ty, những cái cơ quan đều nghỉ lễ hết. Nên mình thấy không có cửa hàng nào mở cửa ha. Trừ khi những cửa hàng nào mà ở gia đình người ta đó, rồi không có thuê nhân viên đó, thì người ta mở rồi sẵn chơi luôn. Chứ ở nhà cũng không có làm gì. Đó, chạy quá lẹ. Hôm qua thì đường phố là coi như là đông đúc tấp nập. Hôm qua em đi làm về 6 giờ, tầm 6 giờ mấy. Đường xá phải nói là rất là đông rồi. Khi mà gần đến giao thừa nữa thì phải nói là chen chúc luôn. Siêu thị Nguyễn Kim nè. Cái này nó còn Noel nữa đâu mà cây thông. Thay đổi sau một đêm. Siêu thị điện máy nè.
mới sáng mở cửa thì chưa có ai nữa hết. Và đây chung cư 51, 53 Trần Hưng Đạo nè. Không biết ngày xưa cô chú ở trong căn nào trong cái chung cư này ha, để hôm nào em sẽ thực hiện video clip nó rõ hơn về những hình ảnh trong chung cư này và cái siêu thị và rạp hát Đại Nam để bà con mình xem chơi cho vui nha. Trong những ngày holiday, những ngày nghỉ, mình ở nhà mở máy điện thoại, mở tivi lên và cập nhật Sài Gòn. Và ngồi sau em là Nị và bạn đồng nhỏ nè. Chúng ta tiếp tục quẹo qua đường tới đằng kia đi, mình quẹo qua Pasteur. Mình đang ở đây là Hàm Nghi nè. Rồi mình sẽ vòng qua Nguyễn Huệ cái nữa ha. Rồi kết thúc video clip ngày hôm nay. Một ngày nghỉ. Ở nhà chúng ta TV lên, mở YouTube lên. Hôm nay thì em cũng không có đi đâu, ở nhà thôi. Đám cưới. Không tiền ra trả tiền chụp hình. Đủ kiểu hết. Ta lên tới Landmark 81 mà giờ mình mới lên tới Bethesda. Đúng rồi, mua thố kem thập cẩm, mua kem 4 mùa có 700-800 ngàn. Đó, tối qua đây nè, tối qua đây rất là đông luôn. Bây giờ thì ngược lại. Tối qua lại đây xe cộ đông đúc, không có chỗ gửi xe luôn nè. Bà con chật vật vật vã đi kiếm chỗ gửi xe. Xe gửi xong rồi xong tới lúc lấy vật vả, chờ ai mà để trước tiên thì sẽ chờ người cuối cùng lấy trước rồi mình mới được lấy, tại vì không có lối ra. Sài Gòn tối qua nó khác như hôm nay. Nhiều khi giờ tới chiều xong là coi như là khu này trống trải luôn, người ta sẽ gỡ hết tất cả những cái giàn giáo, chuẩn bị tới cái chủ đề mới nè, đường hoa nè. Oh.
đầu dọn rồi đó, dọn từ từ rồi đó. Dựng lên lâu rồi. Dựng lên đâu cỡ tuần lễ á. Rồi bây giờ người ta sẽ gỡ xuống từ từ. Đó, những cái màn hình LED rồi đó là sẽ gỡ xuống hết. Qua cái sân khấu hôm qua nè. Tiền tỷ á. Tỷ tỷ cho cái sự kiện này. Thì dàn giáo thì rẻ rồi, quan trọng là mấy cái led rồi mấy cái đèn điều khiển được. Thì đó, người thì cho thuê led, người thì dàn dựng kịch bản, người thì âm thanh ánh sáng, người thì điện. Rồi ta tiếp thôi. Đó, sáng nay thì đa phần là các bà con chưa ngủ dậy đâu, là tối qua đi giao thừa tới 2-3 giờ mới về á. Còn em thì ngủ sớm rồi nên ra sáng nay dậy sớm bình thường. Hồi chưa có vợ con thì còn thao đao đồ chứ giờ làm biến. Bên kia là Red Hotel nè. Một số hình ảnh dạo vòng quanh Sài Gòn để các anh chị và các bạn thấy được cái hình ảnh của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhân đây thì em cũng kính chúc tất cả của chú anh chị và các bạn một năm mới là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Và em kiếm chỗ dừng, chỗ này đâu có chỗ đâu dừng. Nắng quá mà đi bộ gì. Lẹ lên nha.